Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành với doanh nghiệp đã và đang là tôn chỉ hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên. Và kết quả, chỉ số CPI trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã có bước cải thiện vượt bậc từ thứ hạng 53 về thứ 39 trên 63 tỉnh thành. Để có được kết quả này, ngoài việc tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thì việc lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cũng là một kênh quan trọng. Và sự có mặt của người đứng đầu chính quyền tỉnh Hưng Yên, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp tại Hội nghị Đối thoại Hải quan Doanh nghiệp năm 2022 do Chi cục Hải quan Hưng Yên tổ chức đã phần nào thể hiện cam kết chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Chuyện từ Phố Hiến ngày hôm nay sẽ phản ánh nội dung tại cuộc đối thoại này. Sau phát biểu khai mạc ngắn gọn của ông Hoàng Ngọc Nhụy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên, gần 200 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có mặt tại hội trường đã được nghe người đứng đầu chính quyền tỉnh Hưng Yên phát biểu, chia sẻ về những khó khăn của doanh nghiệp thời gian qua, đồng thời truyền đi thông điệp cam kết của tỉnh Hưng Yên vì sự phát triển của doanh nghiệp. Với xác định là chính quyền địa phương luôn song hành, đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp với mục tiêu là để các doanh nghiệp phát triển. Nếu mà các doanh nghiệp có phát triển hay không thì tỉnh mới phát triển. Thì khi mà xác định như thế thì mới biết là cái vai trò to lớn của doanh nghiệp đến đâu. Để trong tất cả các lĩnh vực đấy thì chính quyền địa phương thì phải thể hiện điều đó. Nhưng mà thể hiện bằng việc nào? Ngay như hôm nay chẳng hạn, thì các doanh nghiệp nếu như có khó khăn gì, có yêu cầu chính quyền địa phương về lĩnh vực gì, thì chính quyền địa phương có trách nhiệm phải giải trình, giải đáp tại chỗ. Còn cái sau này nữa, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì mình cũng vậy, trong có gì khó khăn mắc gì mà cơ quan quản lý nhà nước khó khăn thì đồng chí có thể sẵn sàng viết văn bản, gửi văn bản tới chính quyền địa phương các cấp. Lĩnh vực nào thì lĩnh vực đó phải giải quyết, mà trực tiếp người là đứng cao nhất là chính quyền địa phương của tỉnh thì đồng chí chủ tịch đoàn tỉnh thì đồng chí rất là đồng ý cái đó, có thể gửi thẳng đồng chí chủ tịch đoàn tỉnh và tôi sẽ có trách nhiệm cùng song hành với đồng chí yêu cầu ngay đó phải trả lời. Còn ủy ban nhân dân chậm thì do tôi chịu nhiệm. Trên tinh thần gần gũi, cầu thị và lắng nghe của các cấp lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và ngành hải quan, không khí buổi đối thoại trở nên cởi mở với nhiều kiến nghị về cơ chế chính sách, nhất là vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân và nhà trẻ, trường học cho con em công nhân được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Gặp khó khăn nhất là về vấn đề nhà ở cho cán bộ công nhân viên ạ. Thứ hai là về chăm sóc trẻ em của các cán bộ công nhân viên. Riêng ở nhà công nhân thì đây ngay cả tỉnh Hưng Yên chúng tôi hiện nay cũng đang rất là bức xúc cái đó. Và ngay cạnh cái khu công nghiệp 2 là chúng tôi đã dành cho Hòa Phát, hiện nay đã đấu thầu xong 36 hectare và tôi đang đôn đốc sớm. Và Mỹ Hào thì cũng đang đôn đốc sớm còn 3 hectare ngay Mỹ Hào đó. Thì cạnh cái khu công nghiệp Thăng Long 2, tức là doanh nghiệp của mình trong khu công nghiệp Thăng Long 2 mà. Và chắc chắn trong thời gian lớn tới thì cái lượng nhà công nhân của Hưng Yên sẽ không thiếu. Và hai là ngay là các doanh nghiệp mà trong chủ hạ tầng nếu có còn đất đấy, muốn xây nhà công nhân là trong đó thì tỉnh Hưng Yên tôi sẵn sàng nhất trí đồng hành, đồng ý ngay để có mặt bằng xây dựng lên luôn càng nhanh càng tốt. Riêng mầm non ấy, thì tôi cũng nói là hiện nay chúng tôi đang tích cực đẩy nhanh xây rất là nhanh vì cái số lượng dân số cơ học tăng rất là nhanh, nên cái trường mầm non và trường mẫu giáo đấy đang thiếu rất nhiều, và đến năm 2024 thôi thì toàn bộ cái nhu cầu này sẽ được giải đáp. Vì chúng tôi đang tổng hợp và đang xây dựng, tỉnh đã dùng khoảng 2.000 tỷ để xây dựng cho phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao của bộ, trong đó có nhà trẻ, có trường cấp 1, cấp 2 để cho các con em của công nhân và của người dân được đảm bảo đủ điều kiện và đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng. Như Mỹ Hào đang tập trung xây dựng thêm các phòng học chức năng để đáp ứng được cái nhu cầu dân số cơ học. Thoát nước của kênh Trần Thượng Ngọ là đang có quá vấn đề, cho nên là cứ mưa một cái là các doanh nghiệp nằm trên cái trục đó là úng ngập. Mà nhất là Mang Nông tôi thì báo cáo các anh là trong cái thời gian mưa vừa rồi thì nó ngập lên đến khoảng 40-50 phân, và công nhân thì nõm bõm, hàng hóa thì các kho có nguy cơ là bị nước tràn vào. Đề nghị đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hưng Yên quan tâm cái kênh thoát nước của Trần Thượng Ngọ. Hiện nay là tỉnh đã có dự án đầu tư rồi,
thì hiện nay là đang quá trình lựa chọn đầu tư, các phải đấu thầu. Tỉnh bỏ ra khoảng 250 tỷ để toàn bộ dọc cái tuyến kênh Thành Ngọ được lạo vét đấy, và ngầm hóa kinh mương, không có gì thay đổi là cuối năm nay bắt đầu khởi công. Vấn đề khó khăn về tiếp cận đất đai do doanh nghiệp nêu ra đã được người đứng đầu chính quyền tỉnh Hưng Yên giải đáp ngay tại hội nghị. Việc tiếp cận nguồn đất ở Hưng Yên hiện tại đang rất là khó khăn. Với doanh nghiệp mà vào các cái khu công nghiệp hoặc là cụm công nghiệp thì cái chi phí đầu vào đầu tư là tương đối cao và cũng rất là khó khăn tiếp cận những cái mảnh đất mà như ý. Còn về phía khu để ngoài khu công nghiệp hoặc là cụm công nghiệp thì hiện tại trong 2 năm nay doanh nghiệp cũng chưa tiếp cận được ạ. Xin chủ tịch có ý kiến ạ. Hiện nay thì các loại hình các doanh nghiệp vào tỉnh thì nó có 3 hình thức. Một là trong khu công nghiệp, hai là cụm công nghiệp, ba là ngoài cụm và khu công nghiệp, tức là các dự án rời lẻ đó. Thì thứ nhất là khu công nghiệp thì tốt nhất, thì lý do là được mặt bằng sạch, tức là doanh nghiệp chỉ việc xây dựng thôi, xử lý môi trường thì đã có hạ tầng, các ông chủ hạ tầng khu công nghiệp là giải quyết vấn đề đấy rồi, thì nhà nước không khuyến khích ra ngoài, cái đó là thứ nhất. Nhưng mà vì giá đó thì đương nhiên tăng cao rồi. Thế cụm công nghiệp thì hiện nay là hơn 10 năm cụm công nghiệp nhưng đang vướng mắc về các thủ tục hành chính còn chưa xong. Thế còn giải phóng bằng tới đây thì chắc có lẽ 3 cụm được giải phóng. Là 3 cụm mỗi cụm 7 năm hecta. Còn các dự án rời lẻ ngoài khu của cụm thì hiện nay chúng tôi rất hạn chế tối đa vì để lại cái hệ lụy cái môi trường. Thứ hai là khi giải phóng mặt bằng rất khó khăn. Tỉnh chỉ tiếp nhận với các dự án là công nghiệp sạch và không tiếp nhận các dự án mà có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì anh nói là không biết là ngành nghề cái gì, tôi chưa nắm được. Nhưng mà tôi nói luôn chủ trương cái đó. Nếu là ngành nghề ô nhiễm môi trường, không tuyệt đối không tiếp nhận. Mời anh vào khu công nghiệp. Vấn đề cung ứng nguồn lao động, nhất là lao động chất lượng cao, cũng được nhiều doanh nghiệp kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ. Đại diện ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh đã giải đáp kiến nghị này của doanh nghiệp. Đối với ngành lao động chúng tôi thì có cái trung tâm giới thiệu việc làm có cơ sở ở Hưng Yên và Phú Lối, một năm thì cũng tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm là khoảng từ 35 đến 40 phiên theo đánh giá thì chủ doanh nghiệp và cũng người lao động qua các sàn giao dịch để khoảng từ 35 đến 40 nghìn để tư vấn cho giới thiệu việc làm cũng là các cái chế độ chính sách cũng là hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong bầu không khí thân mật, cởi mở, thẳng thắn và lắng nghe, đã có 15 doanh nghiệp phát biểu chia sẻ về hiệu quả từ sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời của chính quyền tỉnh và Hải quan Hưng Yên trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên, nhất là thời gian đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, những câu hỏi mang tính chất kỹ thuật về nghiệp vụ hải quan như các thủ tục về nhập khẩu nguyên liệu, máy móc chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, thủ tục tiêu hủy nguyên liệu nhập khẩu, thủ tục xuất hóa đơn điện tử, hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh và các ngành cùng cán bộ chuyên môn chi cục hải quan Hưng Yên giải đáp cặn kẽ. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh và ngành hải quan mà doanh nghiệp kiến nghị đã được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo cục hải quan Hải Phòng ghi nhận, cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc một cách triệt để theo đúng quy định của pháp luật.